Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay hàng mới nhất, rẻ nhất, ngon bổ rẻ là có thật. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đập hộp chiếc xe rẻ nhất của Ford Ranger đang được bày bán chính hãng. Đó là phiên bản Ranger XL số sàn 2 cầu. Vâng, đi một vòng đầu qua về chiếc xe thì đây là phiên bản thấp nhất và rẻ nhất số sàn 2 cầu, chuyên dụng cho các bác có nhu cầu mua xe bán tải, chỉ để phục vụ công việc chuyên chở đi lại. Và chúng ta có thể thấy ngay nó là một số option sẽ được lược bỏ bớt để giảm thiểu cái chi phí giá bán xe. Đơn giản ở phần đầu xe, đó là đèn pha cốt halogen tích hợp xi nhan trong hệ thống đèn này luôn, nó sẽ không có xi nhan, chỉ gương chiếu hậu hẳn chỉ có ở bên mang cá này. Đó, cái nữa đó, chúng ta sẽ không có đèn bi, đèn gầm. Đấy, cái này độ thêu cũng rất là đơn giản thôi, một cái la răng vừa đủ, tuy không được đẹp nhưng đủ dùng. À, tất nhiên rồi, khung gầm máy móc thì động cơ nó sẽ giống với chiếc XLS. Mình sẽ đi nhanh qua những cái số, một số chi tiết thiếu trên chiếc xe này. Ví dụ như là ở đây sẽ chưa có bậc lên xuống này. Đấy, cho bậc lên xuống trong chiếc bán tải gầm 2m như này. Về phía sau thì chiếc phiên bản này sẽ chưa được trang bị hệ thống lót thùng cao su, cũng như là cái cản sau. Cản sau đây đang bị thiếu, cảm biến thì chắc chắn là không có rồi. Đấy, logo Ford đơn giản. Phiên bản XL thì sẽ chỉ có dòng chữ Ranger thôi, chứ không có XLS, XLT hay Wildtrak giống như các phiên bản khác. Đèn thì vẫn là đèn halogen. Đó, không có ốp, cua lốp hay bất kỳ một cái gì cả. Rất đơn giản, chỉ đơn giản là giá thành rẻ, hai cầu, số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Và chúng ta sẽ có một chiếc xe chỉ cần bỏ ra 150 triệu. Một chiếc bán tải mới của Ford. Ok, và khoang nội thất. Thì tất nhiên rồi, phiên bản này thì sẽ là ghế nỉ. Chắc chắn là ghế nỉ rồi, sàn nỉ. Không có quá nhiều option trên xe. Tuy nhiên thì điểm đáng khen ở trên chiếc xe này là với giá thành chỉ, giá niêm yết là 616 triệu. Chúng ta vẫn có hệ thống đèn pha cốt, chỉnh điều chỉnh độ sáng trên màn hình, gương mặt gương điều chỉnh điện. Trên vô lăng thì sẽ không có cruise control như các phiên bản khác, tuy nhiên thì vẫn có đàm thoại điều chỉnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay. Và cái mặt táp lô này nó khác hoàn toàn so với các phiên bản trước, khi đây có thể nói là phiên bản của XLS 2017 đổ lại được trang bị trên đây. Ta sẽ có nút lên kính, xuống kính, điều khiển điện, chứ không còn là quay tay như ngày xưa nữa. Đây, hộp số sàn 6 cấp, 2 cầu điện 2H, 4H, 4L. Một cổng sạc USB, một cổng sạc 12V. Hộp số sàn 6 cấp, điều hòa cơ khá là cơ bản nhưng lại là đầy đủ cho một chiếc xe bán tải với tầm giá như này. Và hệ thống treo vẫn sử dụng là hệ thống nhíp ở phía sau, phanh ABS gần như là đầy đủ và cơ bản. Vậy, quý khách hàng có thể cân nhắc giữa việc mua xe số sàn, tiết kiệm nhiên liệu và cái nhu cầu sử dụng. Ví dụ như là chúng ta cần đi 2 cầu với cái mức phí tiết kiệm thì đây sẽ là một phiên bản rất là hữu ích. Và chúng ta muốn đi trong phố một cầu thì chỉ cần thêm 15 triệu là chúng ta có thể lên phiên bản XLS với đầy đủ bậc lên xuống, cũng như là đèn gầm, đèn sương mù được trang bị thêm, thì 630 triệu chưa bao gồm khuyến mại giảm giá. Và hiện nay thì chiếc xe này đang được bày bán với mức giá là đâu đó khoảng 560 triệu
chưa tặng kèm thêm phụ kiện. Và khi trả góp thì chúng ta chỉ cần bỏ ra đâu đó từ 140 đến 150 triệu là có thể hoàn thiện và lăn bánh chiếc xe này. Thì mọi thông tin chi tiết về giá bán và cũng như là chương trình khuyến mại thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Quý khách hàng muốn nhận thêm những thông tin là những cái dòng xe mới nhất về Ford đang được bày bán thì vui lòng để lại comment phía dưới và để cho mình một like, share và một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.